Namaste, chào mừng các bạn đã đến với Mật mã âm Nhạc hôm nay. À, thưa các bạn, à, tiếp tục à, trong cái à, lộ trình giới thiệu à, về cái chủ đề à, ngũ âm phối kiểu cung phi tinh năm 2021 Tân Sửu. Thì à, chương trình hôm nay Thiên Mạnh à, sẽ giới thiệu với các bạn à, tới cái phương vị là phía Bắc à, trong năm 2021 Tân Sửu. Như chúng ta đã biết, phía Bắc à, thì là gồm có ba sơn là nhâm, tý, quý và năm nay tại phía bắc thì sẽ có sao nhị hắc, đáo cung. Thế sao nhị hắc thì à, vốn là cung khôn hành thổ, nhà đáo vào phương bắc là hành thủy, thì thủy thổ, nhà xung khắc là thổ khắc thủy. À, như chúng ta đã biết thì sao nhị hắc là sao bệnh tinh nhà là làm cái sao uh, chủ về những cái tai họa bệnh tật nó cũng là một cái sao rất là xấu và đặc biệt là chỉ trong năm nay thì nhị hắc bệnh tinh thuộc cung khôn nằm ở phía uh, tây nam thì nó chính là xung với thái tuế bởi vì như chúng ta đã biết năm nay chúng ta uh, thái tuế thì nằm ở cung sửu xỉu ở cuộc cấn, xỉu cấn dần, xung với xỉu là xỉu mồi, mồi thì nằm ở cung khôn và có sao nhị hắc như vậy là sao nhị hắc năm nay cũng là một cái sao xung đột với thái tuế và chính cái sự xung đột đấy nó cũng làm tăng thêm cái sự xung sát rất là mạnh khi nó bay đến cái khu vực phía bắc gồm có ba sơn nhâm tý quý thì là thổ khắc thủy thì cái sự tương tranh sự xung khắc nó càng trở nên mạnh mẽ. Chính vì vậy là chúng ta cũng rất là chú ý về những cái vấn đề về tai họa bệnh tật. Đối với những cái ngôi nhà thuộc về hướng bắc thì chúng ta cũng rất chú ý hoặc là những cái phương vị trong ngôi nhà thuộc về phía bắc thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp sử dụng sự sinh khắc của ngũ hành để có thể tiết chế hoặc là có thể là chế hóa cái sự hung hãn của sao nhị hắc với cái Phương vị phương Bắc trong cái ngôi nhà trong năm 2021 Tân Sửu Thế thì để chế hóa cái khu vực ở phía Bắc có sao nhị hắc bay đến là sao bệnh tinh thì đối với những ngôi nhà có cửa lớn Bắc thì chúng ta có thể sử dụng một cái thảm màu ghi tức là nó tượng trưng cho hành kim đấy chúng ta sẽ lấy cái thổ sinh kim để sinh xuất bớt cái sự hung hãn là thổ sinh kim và kim sinh thủy À, chuyển khí như vậy thì nó cũng tạo nên một cái sự hài hòa nó bớt đi cái sự hung hãn của sao nhị hắc đấy là à, về vật phẩm phong thủy còn cách thứ hai là chúng ta có thể sử dụng à, đến những cái vật phẩm khác ví dụ như chúng ta có thể treo cái hồ lô bằng đồng cũng là rất là tốt bởi vì là thổ sinh kim cũng sinh xuất bớt đi sự hung hãn đấy rồi là những cái vật phẩm à, bằng à, kim loại có thể chấn sát bằng những cái vật phẩm về à, tứ linh là long ly quy phụng là những cái tứ linh tượng bằng đồng để đặt tại cái nơi này làm sao nó phù hợp với và hài hòa đối với những cái ngôi nhà là hướng cửa thủ hướng bắc thì chúng ta sẽ chọn những cái vật phẩm là sao cho nó phù hợp còn đối với những cái phương vị ở trong ngôi nhà thì chúng ta có thể bày trí những cái vật phẩm phong thủy làm sao cho nó đẹp mắt và hài hòa cân đối và để giảm bớt cái sự hung hãn của cái sao nhị hắc là bệnh tinh khi nó đáo vào phương bắc thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái vật phẩm phong thủy là treo cái hồ lô bằng đồng một tầng sáu ống đấy thì cũng là một cái cách để cho để cho cái hành thổ của sao nhị hắc Nó sinh xuất bớt cái sự hung hãn là thổ sinh kim và kim thì sinh thủy thì, thì cho nó hài hòa và bên cạnh đó thì chúng ta có thể sử dụng những cái nhạc cụ khác ví dụ như là bằng cồng là cụ cồng hoặc chiêng thì nếu như trong những cái phương vị của ngôi nhà mà chúng ta có diện tích có những cái không gian thì chúng ta có thể treo những cái chiếc cồng chiếc chiêng cũng hết sức là đẹp hoặc là treo những cái cồng chiêng tượng trưng người ta chỉ làm cái mô hình của cái nhạc cụ là cồng chiêng nó nhỏ nhỏ đấy nhỏ nhỏ xinh xinh chúng ta treo tại cái phương vị đó thì cũng rất là tốt thế để sử dụng ngũ âm để có thể chế hóa nhà sao nhị hắc mà thì chúng ta sử dụng những cái bản nhạc thuộc về cung thương cung thương là hành kim vì khi nghe những cái bản nhạc thuộc cung thương thì cũng tạo nên những cái trường khí cái không gian cũng hết giờ tốt để cái sự hung hãn của sao nhị hắc là hành thổ sinh kim nó sinh xuất bớt đi cái sự hung hãn và thổ sinh kim kim sinh thủy với nó mang lại cái sự bình ổn cho cái ngôi nhà thuộc về hướng bắc hoặc là những cái phương vị thuộc về hướng bắc trong ngôi nhà À, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình hôm nay namaskar chào tạm biệt quý vị và các bạn